sau một tiếng đồng hồ đã thu hoạch được bao nhiêu mòng tơi nha các bạn. Đây cũng 24 với mấy cái thùng này chưa căng nữa, chứ cũng tầm khoảng 30 thùng á. Nãy chở vô hết 10 thùng là 40 thùng nha các bạn. Mòng tơi đầu mùa tỉa nên mất thời gian, nhưng mà 5 người thì làm cũng được 50 thùng. Hello mọi người, hôm nay mình review cho mọi người thấy cảnh thu hoạch này ra mòng tơi đầu mùa Úc nha mọi người. Mọi người coi thu hoạch nha. Tỉa cây nhỏ là cây bự với cây nhỏ để lại tỉa cây nhỏ. Mười thùng nữa. Ở đó thấp quá hai ơi, đi vô chung qua xuống giữa đi. Cho chứ giữa cho ở đó nó cao đó, bìa đó. Chậm cốt đi. Ở ngoài đó thấp nhũng mà cắt sao cũng được. Ở trong này muốn bò rồi mà cắt. Tơi này theo bác sĩ nói là ăn nhiều nó cũng không thấy hả cậu? Hả? Tơi này mà như bác sĩ nói mà ăn nhiều quá nó cũng không có tốt hả cho bụng hả? Nó hàng mà ăn nó nhức mỏi. Có một lần đọc một bài báo nào cũng quên rồi, nhưng mà đại nội nói đại loại là cái này ăn nhiều quá nó cũng không có tốt cho mình về cái bụng của mình á. Đúng rồi, nó hàng mà. Cái loại hàng nó mát mà. Cái nhiều đâu tiêu quá nó bị không có được. Tiết lạnh lạnh vào có cái lẩu bỏ vô thôi quá ngon anh không? Lạnh lạnh này cái có cái lẩu nóng ha, đã vô bỏ vô. Mấy mình thả ra cái người ta ban đêm mà 4 giờ rưỡi sáng là bút đi hớt tóc rồi hả? Dữ dội luôn á. Ăn uống mà ban đêm đi ăn 12 giờ đi ăn luôn. Lóc một hơn một năm nay các bộ. Lóc đau mà vừa mở ra nếu ơi mà nó có vừa cái hồ lập ban đêm á. Tay nó ra đường luôn á. Có thằng này lên nói sẽ đi gặp bạn bè uống thâu đêm luôn. Kiểu mà dồn nén á. Ờ nó quá dữ luôn á. Không sợ chết đâu mà hả? Nó đâu sợ. Chụp lên trên phóng sự cho mấy cái hình mà ngồi ở quán ở ngoài vỉa hè luôn á, ngồi tới ngoài luôn á. Còn tiệm hớt tóc là hoạt động hết công suất luôn. Mà đặt chỗ tới ngày bữa 30 tây luôn á nha. Trước luôn á, kính chỗ luôn á. Cái lóc cũng như mà bỏ tù một thời gian dài bây giờ bỏ ra mà sao như nhốt thời gian lâu quá rồi bây giờ
kéo đi ăn mà kiểu vậy là dễ bệnh lắm á. Thấy ăn là đâu có ai bịt mặt đâu, uống cà phê này kia đâu ai mang khẩu trang. Nói cho ba được người tới nhà đây mà còn chưa dám tới nữa. Bữa nay giảm quá à. Hôm qua giảm quá, giảm rồi. Giảm 600 người á. Giảm bệnh đó hả? Ờ, giảm bệnh 600 người á. Bởi vì bữa trước đó là 2.300. Ừ. Hôm qua này có 1.700 à. Ừ. 700 600 rồi, giảm 600 là thấy cũng mừng rồi đó không? Dễ mà dễ một tuần hả? Vậy nhưng mà nó có thể bùng phát lại. Nó giảm là nguyên nhân là cái vụ mà gọi nó bùng lên là do biểu tình á. Biểu tình á. Rồi bây giờ người ta chích ngừa á. Mặc dù thả ra nhưng mà người ta chích ngừa nó không có nhiễm vô được. Thì ra nó giảm xuống. Đây chích thuốc rồi em chơi Trung Quốc, bên Việt Nam toàn là chích thuốc Trung Quốc không á. Kêu lên là trẻ trẻ là giới thuốc Trung Quốc hết, đâu ủa, Úc này là dư quá trời dư rồi. Ờ bên đây dư. Dư quá trời dư cho mấy chục triệu liều hả? Ừ. Quá trời dư rồi. Không, năm sau chắc có thể mình tiêm mũi thứ ba cậu. Ừ. Cơ hội cao lắm á, năm sau vô tầm khoảng tháng 4, tháng 5. Thì khoảng 12 tuần đi, mình đừng có tiêm sớm quá, 12 tuần mình tiêm đó, 12 tuần, bắt đầu mình lụm mũi thứ ba nữa là coi như là... Nó kêu 8 tuần thôi mà mình để 12 tuần đi. Rồi 12 tuần đi, chắc cú phải trên mà đi, gấp quá. Bây giờ nó chính phủ kêu chích lại đó, cái mũi phút tờ đó, mũi nhắc lại đó, mũi tăng cường đó. Nhưng mà mình để 12 tuần đi, mình nhắc lại một cái nữa. Bởi vậy cũng đồng nghiệp ha, nước thì dư giả, nước thì không có hả? Ừ, dư mấy chục triệu liều. Vậy nước thì có thiên thì dư quá thì dư. Bỏ ổn quá ha. Ừ. Bây giờ đang coi cái nước nào cần đó là viện trợ. Bán đúng ra bây giờ viện trợ về Việt Nam cũng được vậy. Bán lại, bán chịu cho nó đi. Bây giờ để chơi bán chịu lại. Ừ. Giờ tỷ 10 đô đi, bây giờ bán nửa giá cũng được cậu. 5 đô thôi. Nhưng mà đa số có điều kiện hết nha. Mỹ cũng vậy, Mỹ nó viện trợ anh chợ có điều kiện chứ. Tại không nói điều kiện ra, có điều kiện. Chuyện làm gì cái đó là nó đặt với bên bộ ngoại giao mà. Bộ ngoại giao muốn bán chài bán à. Chứ cái hãng không được ngừng bán à. Châu Phi thiếu cực kỳ luôn á. Mua kêu mua chồng. Đất thì bến rộng mà. Tối nay chị hỏi thầy sao? Thì đất trống rồi đó, nhưng mà sao giờ tại vì mấy nghe thầy nói nghĩ là ai coi mấy nguyện chồng 18 cây. Tại thầy nói giống như là ai chồng 1.800 cây không được thì chồng 18 cây. Giờ mấy chị gọi cho em là sáng tới giờ gọi quá trời luôn, chồng rồi mình mới chăm sóc nữa, thái thấy không, chồng ta chăm sóc rồi tưới nước tới nơi nó chết làm sao, lâu lâu ta lên ta coi chết queo chân rồi mình cũng xỉn luôn á, rồi ví dụ tưới nước nè, bây giờ cây là cái
đột việc yêu cầu là mình mua cái cây đó gì đó. Bây giờ yêu cầu người ta mua hồng. Yêu cầu đi. Không được. Mua tầm 7 năm bả rồi chồng cũng đúng chết rồi trong cái đó mà. Mình nói gì á? Không. Yêu cầu kỳ quá đó. Không. Kỳ hả? Kỳ. Thầy có sao chứ giờ quá trời người kêu gọi sao giờ? Cô nói xéo, bây giờ tâm về kiếm là hết rồi. Bây giờ là tính là mua hồng, là chi gì á, chậu ở ngoài. Nó khẽ như là nó có cái thật thử đuổi rồi. Người ta mua chồng vậy rồi tự nhiên mình đòi hỏi mình kia. Nó không có mình thấy không. Cái gì chồng rồi chồng cũng chết rồi sao. Đây hai cây đó nó dễ sống. Lỡ lỡ chết thì sao? Trời gọi luôn rồi nè, sàn ơi, chết luôn rồi tự. Lỡ chồng rồi chết thật tử chết rồi sao? Năm nay không có nói em chồng được cắt trên cây rồi. Cái gì mà dễ trồng mà trồng cho mình sợ chết rồi không có nước là mình trồng bê loại đó. Bây giờ trồng cái loại này nữa mà mình đòi hỏi người ta, mình kêu ta mua keo rì với giấy thì kỳ quá. Không bây giờ trồng cái nhà kiếm chỗ đồ trồng nó không thấy về trồng ngoài thôi chứ nhà kính chỗ đồ trồng ở trồng nữa. Giờ mình tính mua hồng lễ mua gì mình trồng cho đủ mà. Mình nếu mà mình nếu một lần mình Phật tử mình nói thẳng chứ không có gì kỳ Phật tử. Đúng rồi, Phật tử nhau không có gì nói thẳng. Cái gì nói thẳng là mình đừng có ngại. Chết Phật tử là mình nói thẳng luôn. Vì dù người ta góp ý mình chứ không có được nó ngại rồi. Phật tử mà không có gì ngại. Ngại chuyện gì chứ còn cái chuyện mà trồng trọt ở đây là mình không có ngại. Tùy theo cái chuyện ngại cho mình. Các Phật tử mình đồng góp đồng ý. Mình nói các Phật tử cái kia nó ngại mình nói. Dù anh em đi không có gì ngại. Ngại là mình không có đến đâu. Ngại là Phật tử không biết. Chắc Phật tử là cái chuyện gì phải nói không nha, không có gì mình ngại. Thì nó nói về Phật tử, nói về cái ngại, nói về ngại gì mình nó biết bố trong lòng không phải. Trồng được cái cây gì nó sao nào? Ta đâu biết. Đúng rồi. Đưa cái cây nó không hợp rồi chồng nó chết mất công không? Bây giờ thấy chơi gì á, như cái hồng á là chắc ăn là được á. Tại thấy chơi gì mà chồng á đông bển tốt rồi. Giờ những cái cây mà về trồng khi nó không có chịu rồi những cái thời gian sức sống nó yếu nó chết cũng mới che. Đem xuống 18 cây xuống coi còn mấy cây thế nó kỳ chứ nữa thèm mình nó thẳng muốn đâu bây giờ 18 cây mua 8 cây thôi mà mua cái loại cây một thứ đi trồng nó chứ mà mua mà người thứ giống này giống kia bớt cái đầu. Thầy nói là bao nhiêu cũng được nhưng mà mấy chị nói là thầy nói vậy thay vì nói vậy nhưng mà lấy số 8 là giống như 18 nhiều quá thì mà không có chỗ trồng không có thì mắc tiền quá người ta nói chơi mắc tiền quá chi vừa téo đi mắc tiền không người thấy không téo đi mắc tiền chứ không tôi hả téo đi mắc tiền thì để giờ biểu mua téo ôi, người ta mất tiền lắm. Ừ. Đi hầm cho nó ghẻ. Không dám ghẻ đâu à. Nhưng mà ghẻ ghẻ cho sao chứ. Không dám ghẻ không đâu. Cây lưng lớn mình rửa cái cây 50 đồng á. Cũng đi 70 như sao. Ghẻ chứ là mà mắc con táo được. Không ghẻ hơn ha. Cây nhỏ nhỏ vừa ương đặt ở là trồng vô. Vậy đó. Không xe hết trồng ơi vô mai mốt cái thích ăn nectarine đó cái kêu mua đó mai mốt trồng rồi lên nó coi ăn chứ té mà trồng ăn đúng rồi mà trồng đây là cũng không có bán buôn gì coi nên là để cho Phật tử lâu lâu lên lâu lâu lên rồi ghé ăn chứ
chứ nói thẳng ra không có lợi dụng, không có gì hết trơn á. Bây giờ là có tin tưởng thì tôi ra công tôi trồng, mấy người ra công mua vậy thôi à, đừng có đặt vấn đề. Nhiều khi đặt vấn đề á, nói tao muốn mua gì tỷ người ta mà muốn chọn lựa không đó. Đây là nói chung trồng để mai mốt các Phật tử lên, Phật tử lên ăn cảnh nè. Chơi à, chứ người ta nói tôi muốn cho cây gì cây chơi mà ở đâu chê khen lựa chọn. Đây tôi trồng để không có phải chê khen chọn lựa, nhưng mà cái cây đó trồng nó sống hay là không sống cơ hội. Thấy bà sợ lại kia thì tận chấu. Chịu ăn uống hái rồi ăn chứ gì đâu, rồi có gì không?